Bên này có mực tươi. Wow, mực tươi rói luôn. Ồ, nó còn trong, còn ánh sao luôn nè. Ba năm là không có tới phần mấy anh ghi chưa vô làm sao đó đặt vô. À, cái đó nói thiệt bộ hả? Làm sao mà suy nghĩ sao? Này, chỗ này có sò điệp này. Wow, sò điệp còn sống, còn đang thở luôn nè. Còn bên này thì có con tôm sú. Wow, nó bự. Wow, nó bự lắm. Kỳ to luôn. Nó đùng luôn nè. Hơn một gang tay á. Còn to nữa. Đây là sò điệp sống nè. Nó mở miệng lên. Mực này, bạch tuộc này. Buổi sáng mọi người có thể mua mấy con này xong mình về homestay hoặc là về villa của mình nướng đủ loại luôn, từ to tới nhỏ. Đây này. Mấy con này còn sống nha, còn nổi ánh sao luôn nè. Quay lại em coi đó, chụp hình thoải mái luôn, mực nè, cái dọc cũ. Chụp hình thoải mái luôn. Wow, mấy con to ghê luôn. Mấy con. Mùa này mấy con này thì bao nhiêu một ký cô? À, 1 ký con mèo cũ này. Dạ, 170 ngàn. Đó, cũ đó. Còn con này? À, con này thì bán 170 ngàn giá hả cô? Wow, con này đã ghê. À, buổi sáng mọi người mà muốn tự nấu nướng thì ra cái bãi này. Mực với lại hải sản nhiều lắm. Đủ loại luôn. Bên này thì có cá ngừ. Tươi ghê. Mình đi mấy ngày mới vô cô? Chiều đi sáng vô. Dạ. Cá này thì bây giờ nhiêu một ký cô? 800 ngàn ký. Dạ. Xin chào tất cả các cô chú anh chị cùng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của em. Sáng nay thì em đang có mặt tại bãi sau của Mũi Né. Cô chú anh chị thấy ở ngoài kia là hòn rơm kìa. Còn chỗ này là bãi sau. Mùa này thì bãi sau rất là êm, nên tất cả các thuyền đang về đây để neo đậu cũng như là về đây để đưa hải sản vào bờ. Còn ở cuối này là gành của Mũi Né. Bây giờ thì em sẽ cùng với mọi người đi khám phá cái bến cá này. Cái bến cá này thì nhiều người còn gọi là bãi giả, nhưng mà em đi ra đây ngay khúc bãi sau nên thường thường em hay gọi cái chỗ này là cái bến cá ở bãi sau. Bây giờ thì em sẽ cùng với mọi người đi xem bà con mua bán cá nè, rồi đi lấy cá giá sỉ. Ở trên đây thì ngoài cá còn có ốc và mực nữa. Nên cô chú anh chị nếu mà lên đây thì mình có thể mua rất là nhiều loại hải sản. Ở đây có ốc này. Cho em quay xíu nha. Ốc này ốc gì chị? Gạo hả? Ốc này mình bán nhiêu ký chị? Ồ, 20 ngàn ký. Ốc này mình làm gì chị? Sao dưa hả? Sao dưa luôn. Ồ. À, mình phải lựa con này nè. Ồ, 20 ngàn một ký. À, nhìn đẹp ghê. Ở ngay cái bến này thì ngoài là nơi buôn bán hải sản ra thì còn là nơi cung cấp dầu cho các cái thuyền. Cô chú anh chị thấy có mấy cô gánh dầu nè. Rồi những canh dầu này sẽ được đưa bằng cái thuyền thúng, xong rồi đưa ra cái thuyền lớn ở ngoài kia. Còn hải sản thì chỗ này. Ở đây nếu như cô chú anh chị muốn mua giá sỉ thì mình sẽ mua theo những cái khay hoặc là những cái rổ như thế này nè. Một cái khay này tầm 5 đến 10 ký. Đây, cá tươi rõ luôn. Này cá chỉ hả? Cá chỉ vàng. Cái này thì mọi người có thể mua về ướp muối ớt nướng nè, hoặc là phơi. Ướp muối ớt phơi làm cá tẩm. Tươi rói luôn. Ở đây mình bán sỉ thôi anh. Là bán, nếu mà mua sỉ là mua từng khay một vậy đúng không? Còn mua lẻ thì phải mua qua thương lái thôi. Dạ. Lên là có người lấy luôn.
Rồi bây giờ em sẽ qua đây cho mọi người xem cảnh mua giá sỉ nè. Cái lò 25 triệu không? Còn sao không phải với cái bản luôn đi cái ạ. Mình cho mình đi. Mọi người mua sỉ thì sẽ chọn cái khay nào đó. Mà tùy loại cá thì sẽ có giá khác nhau. Ví dụ như khay này là 25.000 ký này. Bên này có mấy con mực to lắm. Đây là mực ống, còn bên kia là có con mực nang. Ở trên đây thì cô chú anh chị thấy cá này chỉ có 19-20 ngàn này. Bán cho nó rồi. Bán chưa lấy cho. Bên này có mực tươi. Wow, mực tươi rói luôn. Ủa, nó còn trong, còn ánh sao luôn nè. Còn bên này là cái cô đang chờ cá vào. Đây, những chiếc thuyền thúng đưa hải sản vào đây. Ở đây cô chú anh chị thấy là có rất nhiều cô chú ra đây để bóc vác những con cá vào nè. Cho mọi người xem cá vô nha. Sao 30 ngày mới làm có bỏ lên chưa? Ba 30 ngày mới làm có. 30 ngày mới đó. Tôi mua 30 ngày mới đó à. Tại bà này mới nói 1 ký mà tôi mua 1 mớ. Có gì đâu thì bỏ làm có lên 30 mới bên kia. Mua 30 luôn.
Đó, mọi người thích mua loại nào thì mọi người chỉ cần chọn cái khay xong rồi hỏi giá và cân nguyên khay luôn chứ không bán lẻ nha. Đây là mực này. Cực kỳ tươi luôn. Bên này nữa, đây là mực nhỏ hơn. Ở ngoài đây thì còn có nhiều cái thuyền thúng nữa đang đưa cá vào nữa này. Ở đây buổi sáng rất là nhộn nhịp luôn. Đây, cá tươi đây, cá thu ảo. Chào mọi người xem con mực này. Ôi, nó dài bằng cái khay luôn. Wow, cực kỳ tươi luôn. Rồi, chỗ này rất là đông. Cái này là cá đục. Cái này là cá sóc. Bên kia là cá bạc má. Như là con nô. Rồi, mọi người ở đây mua cá rất là đông luôn nha. Hai cái kết rồi sau mình căng cho tí. Nó cái này không à? Cái mồi rồi đụng thưởng, sừng cá rồi đụng thưởng, sốc quá. Ở đây của chú anh chị thấy là cá được mua rất là nhanh. Rồi, em sẽ cùng với mọi người đi dạo nha. Ở trên đây đông quá. Đây là cá chỉ vàng. Ở trên này cô chú anh chị thấy
đông vậy thôi, nhưng mà đa phần là các cô các chú đến mua sỉ. Mua sỉ rất là nhiều luôn. Ở đây các cô tranh thủ mua cho kịp rồi đi ra chợ. Tại bây giờ mới có hơn 6 giờ sáng một tí à. Mặt trời hôm nãy thì ló lên, bây giờ mây che lại rồi. Em sẽ cùng với mọi người đi vòng vòng ở đây để xem cái bến cá này. Ở bến cá này thì ở chỗ này có bán đồ ăn. Ở đây bán bắp này, bán bánh chưng, khoai mì, nước uống. Em sẽ cùng mọi người đi dọc dọc lên nha. Ở chỗ này nếu như cô chú anh chị dậy sớm tầm 5 giờ rưỡi sáng, cô chú anh chị đi ngược lại ở cái khúc mà gần gần ngay chỗ khách sạn The Silent Bay á, thì cô chú anh chị sẽ thấy chỗ đó còn có một cái bến nhỏ nhỏ nữa. Nhiều hôm thì sẽ lên mực sớm. Còn cái bến này thì lên cả cá và mực. Đây xem cô này có cá gì nha. À, tôm. Đây là tôm nè. Lấy mưa ha. Đấy. Cho thêm nước đậu lạnh rồi lấy mười mấy ký nữa. Rồi, cô mang ra chợ luôn rồi. Còn chỗ này là dầu. Đây là dầu nè. Ở trên cái xe kia nữa. Và những cái xe chở dầu từ trong đất liền. Xong rồi nhờ mấy cái thúng này đưa ra cái thuyền lớn ở ngoài kia. Mùa này thì cô chú anh chị đi tắm biển ở khúc ngay chỗ bãi sau Mũi Né này ra tới Hòn Rơm, Long Sơn thì sẽ là khu vực biển êm. Qua đây coi ốc nè. Mừng tậu chứ sao. Mừ nè, thấy ngủ mã thành thầy rồi chứ tứ mã không ngủ rồi. Cái này nó sống mà không phải. Đi này đây nó hay quá. Hả? Dạ. Bên này là ốc, còn bên này là mực. À, có ghẹ nữa nè. Bảy lại này có ghẹ lưới nữa. Bên này là mực và bạch tuộc. Này sao? Lên mà tôi vớt cả lên mà tôi bỏ lại. Này là ốc muỗng. Này là sò mai, sò ngọt. Con sò mai to ghê luôn nè. Đến khúc chỗ này thì em thấy có mấy cô với mấy chú đang cầm mấy cái xô. Mấy cô mấy chú xếp hàng. Ở đây thì em thấy giống như ở ngoài bến cảng La Gàng. Lúc trước em đi ra ngoài Tuy Phong á, em thấy có mấy cô mấy chú cũng ra xếp hàng ở ngoài cầm những cái xô để được bốc cá vào trong bờ. Thì hôm nay em ra đây thì em mới thấy lại. Có mấy cô xếp hàng chỗ này ha. Còn bên này là có mấy thau hải sản. Đây, chỗ này có sò điệp nè. Wow, sò điệp còn sống, còn đang thở luôn nè. Còn bên này thì có con tôm sú. Wow, nó bự. Wow, nó bự lắm. Kỳ to luôn. Nó đùng đúng này. Hơn một gang tay á. To nữa. Đây là sò điệp sống này.
nó mở miệng lên. Chỗ này thì có một cô bán mực. Mực này, bạch tuộc này. Buổi sáng mọi người có thể mua mấy con này xong mình về homestay hoặc là về villa của mình nướng đủ loại luôn, từ to tới nhỏ. Đây này. Mấy con này còn sống nha, còn nổi ánh sao luôn nè. Quay lại em coi đó, chụp hình thoải mái luôn, một len cái dọc cũ. Dạ. Chụp hình thoải mái luôn. Wow, mấy con to ghê luôn. Mấy con. Mùa này mấy con này thì bao nhiêu một ký cô? À, 170 ký con men cũ này. Dạ, 170.000. Đó, cũ đó. Còn con này? À, con này thì bán 170.000 cũng giá tiền đó. Ngang giá hả cô? Wow, con này đã ghê. À, buổi sáng mọi người mà mua muốn tự nấu nướng thì ra cái bãi này, mực với lại hải sản nhiều lắm, đủ loại luôn. Ngoài kia thì có sò ha, cái chỗ này có mực ha. Dạ. Còn bên này thì có thêm ốc rồi cá. Sáng ra đây thì nhộn nhịp lắm. Bây giờ cô chú anh chị thấy là cá chưa lên này, thì em nghĩ là tầm 8 giờ thì bến này sẽ bắt đầu vơi dần, tại thuyền ở đây ra vào liên tục. Sáng sớm thì một số cô sẽ mua hải sản để mang ra ngoài chợ nên mấy cô sẽ tranh thủ đi sớm, còn một số cái thuyền giả cào thì người ta sẽ đi vào và người ta bỏ cho những cái vựa hải sản á. Nhiều khi những cái tàu ở ngoài xa người ta sẽ vô chậm hơn tí xíu. Nhưng cô chú anh chị thấy ở trên bờ cũng có nhiều cô đang ngồi chờ này. Có lẽ bến này em thấy mấy cô mấy chú cũng dễ thương. Mấy cô mấy chú tuy là bán đông á, nhưng mà mấy cô chú rất là dễ chịu. Trên này có cô đang lột mực. Đây cô lột sẵn cho mọi người luôn nè. Cái này cô lột sẵn cho khách luôn hả cô? Cái này là cô làm xong cô mới bán hay là người ta mua rồi? Wow, làm rất là sạch. Trắng tinh luôn. À, cô có mấy con ốc này. Wow. Ốc này lóc gì cô? Ốc mò, két, rau, ốc này ngon, luộc ngon. Wow. 50 ngàn ăn. Ốc bắp chuối á, ốc bắp chuối ăn ngon, luộc ăn ngon. Gọi là bắp chuối hả cô? À, nó giống như cái bắp chuối, là ốc cái loại ốc này có ốc rau luộc ngon, thịt nó đầy luôn, ăn như con ốc hư rồi. Dạ, cho con mấy con này đi. Ô, có con cá bò hòm nè. Xíu xíu à. Luôn ơi. Để bỏ vô luộc luôn nha. Nhìn dễ thương quá. Cái này là nhà mình đi vô hay là cô đi mua lại từ thương lái? Đi mua, 200 ngàn, cái gì lại đó. Dạ. Mình mua lại từ thương lái xong rồi mình làm sạch, mình bán cho khách. Khách nó phải muốn người làm. Dạ. Hôm nay chưa phải cuối tuần nên cũng chưa đông á chứ. Dạ. Dạ. Thứ bảy chủ nhật thì khách sẽ ra đông hơn. Thứ bảy chủ nhật có mấy năm giờ tài chính người ta ít cái mấy năm trước á. Dạ. Từ cái năm dịch đổ giờ sau là bán ít được lắm. Dạ. Người ta buôn bán ta biết mà. Wow, cô làm rất là sạch luôn nè. Đó, mọi người mua về chỉ cần ướp lên nướng thôi, không phải làm nữa. Sáng nào cô cũng bán ngoài đây hả? Đi làm á, tự gì sáng nào cũng bán ngoài đây hết. Dạ. Đó, coi cô lột mực nè. Mực này là mực nang hả cô? Mực nang thịt dày. Cái đây mình xào chua ngọt đồ cũng ngon. Dạ, xào chua ngọt hoặc là ướp sa tế nướng nè. Còn còn không nữa mình hấp gừng vô hấp xanh. Dạ. Cho cái gừng mực dày ngon. Mực này nó dày cơm. Dạ. Con này gọi là tôm gì cô? Tôm biển, tôm vàng. Ồ, nhìn cái vân nó đã ha. Dạ, xiên que nướng. Rồi con đi nha. Buổi sáng này mọi người ra mua mỗi thứ một ít, xong rồi về mình
ăn chung với gia đình. Trên đây thì cũng có đầy đủ cả kem này, rồi bánh này, đồ ăn sáng này. Cái khúc này là nhộn nhịp nhất. Khúc này là nơi vận chuyển hải sản vô. Rồi chỗ này cũng là nơi mà chuyển dầu xuống ghe. Sở dĩ em nói chỗ này là bến sỉ là bởi vì cô chú anh chị thấy là cá lên là được các cô chú thương lái hoặc là mấy cô ra ngoài chợ, mấy cô bán, mấy cô mua rất là nhanh. Ngoài ra thì còn có những cái xe đông lạnh lớn nè, có bao nhiêu là người ta thu mua hết, người ta mang vào bờ. Một phần cá nhỏ là người ta cho cá ăn, còn lớn thì người ta sẽ mang vào những cái vựa lớn. Để tìm bãi này thì cô chú anh chị cứ ra khúc bãi sau của Mũi Né, cô chú anh chị tìm đến là bãi Giả. Ở đây người ta gọi là bãi Giả Cào á. Nên cô chú anh chị cứ tìm bãi này tầm 5 giờ sáng cho tới khoảng 8 giờ. Thì đây là bãi có rất nhiều hải sản để cho cô chú anh chị tham khảo. Trên này rất là sôi động luôn. Đây, cá lại vô rồi nè. Wow, chỗ này có cá cơm. Cá cơm nè. Còn mấy con cá này là cá người ta mua về để cho cá trong đất liền, những cái hồ nuôi cá người ta ăn. Người ta sẽ phân theo bịch bịch như thế này. Sẵn đây thì những cô chú anh chị nào nuôi cá lóc nè, hoặc là nuôi cá ở trong đất liền, nuôi cá hồ, có thể tham khảo mua cá này về cho mấy con cá trong hồ nó ăn. Đây là mua tặng bến luôn. Còn cá cơm này thì sẽ về làm nước mắm. Đây, cá cơm than, cá cơm đen này. Các cơm than này sẽ đưa vào các vựa nước mắm hoặc là các xưởng sản xuất nước mắm lớn. Ngoài đây là một thúng, ngoài kia còn hai cái thúng nữa. Sáng ra đây thì ngoài cô chú anh chị đi tham quan, đi coi hải sản thì mình còn xem được cuộc sống của ngư dân làng chài, coi cuộc sống của các cô chú mua bán cá, cô chú múc vác ở trên đây. Lúc nãy thì chỗ này cái bãi cá rất là đông, nhưng bây giờ người ta mua hết rồi, còn có một cái khay thôi. Ở đây thì thích hợp cho cô chú anh chị nào mà mua số lượng nhiều để mua về Sài Gòn chẳng hạn. Khi mình đi du lịch á, mình mua về Sài Gòn thì mình mua nguyên khay mình mang về mình chia cho gia đình nó sẽ rẻ hơn. Còn những cô chú anh chị nào mà mua để về homestay hay villa mình tự nướng ăn á, thì cô chú anh chị mua theo mớ mớ nhỏ nhỏ thì nó sẽ tiện hơn. Đây, có mấy con cá bò.
bên này thì có cá ngừ. Tươi ghê. Mình đi mấy ngày mới vô cô? Chiều đi sáng vô. Dạ. Cá này thì bây giờ nhiêu một ký cô? 80.000 ký. Dạ. À, rất là tươi. Cảm ơn cô nha. Còn đây là ghẹ lưới. Ghẹ lưới và cùm cụm. Còn đây là đường đi lên nè. Ở đây thì cô chú anh chị đi xe máy thì sẽ có một cái bãi giữ xe với giá 5.000 đồng một chiếc. Còn nếu như mình đi ô tô thì mình cứ đi dọc dọc mình đậu ở đây thôi. Cái đường đi vô thì ở khúc bên kia thì có cái đường bự hơn, nhưng mà đường kia người ta đang làm cống rồi, nên bên này chỉ là một cái đường nhỏ hơn thôi. Bãi giữ xe máy thì ở trước mặt. Rồi sáng nay em cùng cô chú anh chị đi dạo một vòng để giới thiệu cho cô chú anh chị một cái bãi hải sản, có thể gọi là bãi bán sỉ hải sản, để cho cô chú anh chị có thể mua về Sài Gòn hoặc là mình mua về những cái căn villa của mình ăn uống. Bây giờ em đi lấy xe đây, hẹn gặp lại tất cả các cô chú anh chị vào video tiếp theo nha.